mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Famila Khotaka Cuộc Sống Tây Ban Nha. Hôm nay Khanh có một cái lịch để đi khám bác sĩ, vì vậy Khanh đã dậy rất là sớm để đi bác sĩ. Và hôm nay là một ngày khá là đẹp trời. Khanh dậy và sắp xếp đồ đạc lại cho ngăn nắp. Hôm nay Khanh chỉ đi đến bệnh viện một mình thôi, vì chồng của Khanh đi làm rồi cho nên là không có đi cùng Khanh được. Khi mà chồng Khanh tan làm thì tụi Khanh có hẹn nhau để cùng nhau đi siêu thị mua một ít hải sản, là để tụi Khanh nấu một bữa ăn cho ngày mai, vì ngày mai là anniversary của vợ chồng Khanh. Hãy là người bạn đồng hành cùng Khanh hết cái video này nha. Khanh vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ. Sau đó Khanh sẽ ăn sáng tại nhà rồi mới đi ra ngoài. Trời nóng rồi cho nên Khanh mặc đồ cũng khá là mát mẻ. Cũng đã hơn 2 tháng rồi Khanh không có đi phương tiện công cộng, cho nên bây giờ Khanh phải nạp tiền vào cái thẻ. Mỗi cái thẻ là sử dụng được 1 tháng, và 1 tháng thì mình nạp một lần. Và hôm nay Khanh sẽ dùng metro. Thì Khanh thấy là trạm metro cũng vắng người lắm, và họ cũng đã dán những cái logo ở dưới để mỗi người đứng cách xa nhau khoảng nhiêu đó mét. Khanh cũng phải đứng ngay cái dấu tròn đó để đợi tàu tới. Theo như ở bên đây là bạn phải đợi tàu ngưng và dành cho những người ở trên tàu đi xuống trước, thì lúc đó bạn mới được lên trên tàu. Ở những cái ghế ngồi họ cũng dán những cái logo để mỗi người ngồi cách xa nhau. Và Khanh đã tới được cái trạm metro mà Khanh đi đến bệnh viện của mình rồi. Thì ở cái trạm này cũng rất là vắng người luôn á. Và đây là cái bệnh viện mà Khanh theo khám. Ở bên đây á, khi mà bạn muốn đi khám bệnh á, là bạn phải đặt được cái lịch trước. Cứ đúng giờ bạn sẽ tới và bỏ cái thẻ vào máy tự động và số thứ tự của bạn sẽ hiện ra. Hôm nay bệnh viện cũng rất là vắng người, thì những cái ghế ngồi đợi họ cũng phân chia ra, không được ngồi gần nhau. Thì Khanh đã làm xong công việc của mình rồi, và bây giờ Khanh sẽ đi gặp chồng của Khanh để hai đứa cùng nhau đi siêu thị. Thì hôm nay Khanh sẽ đi cái siêu thị lớn hơn một chút xíu để Khanh mua một ít hải sản, và nó nằm hơi xa chút xíu. Thì mọi người cùng theo Khanh nha. Cái tên. À, cuối cùng đã gặp được chồng. Chờ đợi rất là lâu ấy da. Trời ơi, Cassie sẽ cắn. Nắng nóng quá cho nên Khanh mua một cái lon nước, nhưng mà Khanh có mang theo ống hút riêng của mình. Khanh đã tới siêu thị rồi. Thì cái siêu thị này á, là dành cho những người mà có công ty thôi, như là mua sỉ, nhưng mà chỉ những người có công ty thì mới được vô mua thôi. Nhưng mà không biết đây được vô hai người không nữa, tại vì đã qua chế độ mới rồi. Nhưng mà không biết là có được vô hai người không hay là chỉ một người thôi. Để Khanh vô thử. Bây giờ tụi Khanh sẽ lấy thẻ và đi vô bên trong. Khanh đã mua xong hải sản rồi, nhưng mà ở bên trong á họ không có cho quay phim, cho nên Khanh không có quay được cho mọi người. Nhưng mà Khanh có quay được mấy cái miếng hải sản mà Khanh mua. Nói chung Khanh cũng không có mua nhiều đâu, cũng vừa vừa phải phải thôi rồi. Thì xung quanh đây là cái siêu thị, nhưng mà người ta kỳ quá không cho quay. Ở bên trong bán á, toàn là đồ sỉ thôi, nhưng mà cũng có nhiều cái hấp dẫn lắm, nhưng mà không được quay. Nên có camera cho nên thôi. Hải sản Khanh nhét vô trong cái ba lô luôn. Trời, công nhận ba lô này hả cũng to ghê chứ. Không biết trong đây nó có chết không nữa, tội nghiệp quá. Khanh đã về tới nhà rồi, và bây giờ Khanh chuẩn bị cắt tóc cho chồng Khanh. Tóc dài quá rồi, ở đây Khanh toàn cắt tóc cho ổng không à. Không có cọng tóc nào nhưng mà cứ cắt hoài.
Ok, bây giờ Khanh cắt thôi. Cái này mới quan trọng nhất. Từ đó đến giờ Khanh chưa bao giờ học qua một cái khóa cắt tóc nào luôn á. Cắt riết thì quen tay thôi, nói chung cũng dễ cắt lắm. Tóc này chả có gì để cắt hết trơn á. Lúc này là Khanh đang xây ke bước ra. Thiệt luôn á, nhìn ghê quá. Trời ơi, chồng Khanh nó dậy rất là sớm luôn á, để chuẩn bị cái bữa sáng dành cho Khanh. Sau khi ăn sáng xong á, rảnh quá không biết làm gì hết thì hai đứa chui vô phòng ngồi lột mụn cám. Vì cũng đã lâu lắm rồi là Khanh không có lột mụn. Trời ơi, đúng đau luôn, giống như 10 ông trời vậy đó. Lâu rồi không có lột mụn mà bây giờ hả, lột nó đau dã man. Bây giờ Khanh phải rửa mặt. Xong rồi mọi người ơi, thiệt là mát mẻ. Bây giờ trời nó nóng lắm luôn rồi đó, nóng 30 mấy độ, 31, 32 độ gì đó. Trời ơi, nó dính lên tóc mình luôn rồi. Hôm nay đó là kỷ niệm của Khanh và chồng Khanh. Thì bây giờ đó là hiện tại đó vẫn còn cách ly, cho nên đó không thể nào mà ra ngoài ăn được. Cho nên thôi mình làm ở nhà luôn. Thì hôm nay Khanh sẽ làm súp hải sản. Thì súp hải sản thì Khanh làm bằng cà chua, tỏi và hành tây. Thì bây giờ mình cắt hạt lựu. Đầu tiên á, là Khanh cho miếng dầu ô liu, bỏ tỏi và hành tây vào xào. Đến khi á, mà cái tỏi và hành tây nó màu vàng á, thì sau đó mình cho thêm cà chua vào và đảo đều, cho một ít nước sôi vào. Khanh mua hải sản vừa đủ cho 4 người ăn thôi. Đầu tiên á, là Khanh phải ngâm con mussel, tiếng Tây Ban Nha gọi là mejillones, nhưng mà Khanh không nhớ tiếng Việt là gì nữa. Khanh đã xác xanh con cua, nhưng mà Khanh không có quay lại cái cảnh Khanh xác xanh. Đáng lẽ là Khanh gây tê nó, nhưng mà cái tủ lạnh Khanh không có chứa đủ, cho nên Khanh phải dùng cơ bản. Đây cũng là lần đầu tiên mà Khanh xác xanh con cua luôn á. Khanh có hỏi ở siêu thị họ có xác xanh giùm Khanh không, nhưng mà người ta kêu người ta không có làm vụ đó. Hết hồn à. Và Khanh cũng lỡ tay xác xanh luôn cái con tôm hùm. Cái con này nó bị quéo càng trước rồi, nhưng mà nó vẫn còn sống luôn, nó chỉ bị gãy càng thôi. Tiếp đó thì Khanh sẽ cắt con cá nục biển này ra. Khi mà mọi người ăn cái con mussel này nè, mọi người nhớ rửa kỹ nha, vì ở bên trong á, nó có nhiều lông lắm. Trong lúc mà mọi người rửa đó, mọi người thấy cái con nào nó há họng á, là nó bị ngậm củ tỏi rồi đó nha. Mọi người nhớ vứt thùng rác nha, chứ không thôi á, là nó hôi rình luôn á. Mọi người rửa cẩn thận nha, coi chừng bị đứt tay á, vì cái vỏ của nó cũng rất là bén luôn á. Đây là những gì mà Khanh nấu, là có con tôm, cua, có mực, có con cá nục và có con mussel đó.
Khi mà cà chua chín rồi á, thì lấy cái máy cầm tay á, xay ra luôn để cho cái nước nó ngọt hơn. Có người á, là họ lược lại chỉ lấy cái nước không thôi, còn khanh á, là khanh xay luôn để cho khanh lấy được cái chất vitamin ở trong cà chua. Sau khi á, mà xay xong á, thì khanh cho cua với lại tôm vào. Con cua đá đó thì nấu tầm 20 phút, còn hai con tôm hùm á, thì nấu tầm 25 đến 30 phút là nó sẽ chín. Sau đó mọi người bắt một cái nồi nước sôi và chế đầy nồi nha. Nhớ là cho mấy bả đắm chìm ở trong nước để chín đều nha mọi người. Tiếp đó thì khanh sẽ vớt mấy con mussel mà nó há họng ra bỏ vào một cái tô. Bình thường á, là con này khanh sẽ hấp, nhưng mà hôm nay khanh luộc vì tại vì á, là khanh sợ có nhiều con nó bị chết mà nó không có há họng á, cho nên á, lúc mà hấp á, là nó bị úng, nó bị thúi cái nồi. Đây là cái chén muối ớt chanh mà khanh coi được ở cái clip của chị Quỳnh Trần Chibi á, chỉ và khanh làm theo, ăn ngon lắm luôn á mọi người. Món súp của khanh đã xong rồi, bây giờ chỉ cần ăn thôi. Nhưng mà khanh nói là khanh cắt ra hết luôn để cho dễ ăn, khỏi cần phải chia cho cực. Tên tên. Khanh luộc vỏ ra hết luôn rồi để cho mọi người ăn dễ hơn. Khanh đã ăn tối xong với lại gia đình rồi và Khanh sẽ kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video này của Khanh. Nếu như mà bạn nào mới xem video này của Khanh lần đầu tiên thì Khanh cảm ơn rất là nhiều. Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh cho Khanh nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo của Familia Kotaka. Chào tạm biệt.